Và xin kính mời quý vị an tọa. Kính thưa các vị khách quý, các bạn sinh viên thân mến, thực hiện chuỗi sự kiện cầu nối đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình lần thứ tư tại Đông Nam Á được diễn ra tại Việt Nam và Thái Lan từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013. Quỹ Hòa bình Quốc tế và Bộ Giáo dục Đào tạo đã chọn trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm diễn ra buổi đối thoại với giáo sư Ngô Bảo Châu vào chiều nay 15 tháng 3 năm 2013. Đây là niềm vinh dự của tập thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và sinh viên của nhiều trường đại học nói chung. Chúng ta hy vọng rằng buổi đối thoại hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả và phù hợp với các mục tiêu do Quỹ Hòa bình Quốc tế và Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề ra. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học tài ba của Việt Nam và thế giới, đã vinh dự nhận được giải thưởng Phiêu năm 2010 của Hội Toán học Việt Nam và là diễn giả của buổi đối thoại quan trọng đầy ý nghĩa chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu ngài Uwe Morawetz, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Quốc tế, là đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện cầu nối đối thoại hướng đến hòa bình lần thứ tư tại Đông Nam Á. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các cơ quan, giảng viên, sinh viên từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự buổi đối thoại. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bảo Lâm phát biểu khai mạc buổi đối thoại ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bảo Lâm. Kính thưa giáo sư Ngô Bảo Châu, kính thưa ông Uwe Morawetz, kính thưa đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, kính thưa toàn thể quý vị, thưa các thầy cô và các em sinh viên thân mến. Giáo dục đã luôn là một mối quan tâm lớn của xã hội cũng như của mỗi cá nhân. Ngày nay, vấn đề này lại càng được chú trọng hơn, nhất là về ý nghĩa, mục đích của việc học, cũng như việc tìm kiếm một phương cách hiệu quả trong việc học tập, đặc biệt đối với thế hệ trẻ có khát vọng vươn lên. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một tấm gương về sự kiên trì và thành công trên con đường học tập và nghiên cứu. Cũng là người có nhiều trăn trở với vấn đề giáo dục. Nhưng chuỗi sự kiện cầu nối, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh có vinh dự được tiếp đón giáo sư đến chia sẻ và đối thoại về chủ đề học như thế nào. Đây là một cơ hội quý giá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Mở và các trường bạn, cũng như những người quan tâm có thể lắng nghe và trao đổi với giáo sư về chủ đề này. Tôi hy vọng buổi đối thoại sẽ đem lại cho chúng ta những suy nghĩ mới trong việc tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề cốt yếu của việc học, cũng như tạo thêm động lực để chúng ta theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu. Một hành trình mà theo giáo sư Ngô Bảo Châu là cô đơn và có thể kéo dài, mà tôi tin mỗi chúng ta đều có thể đi đến đích. Xin chúc quý vị sức khỏe và chúc buổi đối thoại thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, các bạn sinh viên thân mến, chương trình cầu nối Đông Nam Á đã được khởi xướng và điều kiện thuận lợi bởi Quỹ Hòa bình Quốc tế IPF với sự tham gia ban đầu của 21 nhân vật đã được nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình. Để biết rõ về chương trình cầu nối Đông Nam Á, trân trọng giới thiệu ngài Uwe Morawetz, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Thế giới, lên giới thiệu về chuỗi sự kiện này tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ngài. Welcome to the fourth ASEAN event series, Bridges, Dialogues Towards a Culture of Peace. Bridges is facilitated by the International Peace Foundation, a non-political, non-religious foundation,
Under the patronage of 21 Nobel Peace Prize laureates based in Vienna. The events are hosted in cooperation with the Ministry of Education and Training and various local partners, including the country's major universities. And I would like to thank the Ho Chi Minh City Open University for hosting our event today. Having started in November, Bridges has been continuously held in Vietnam, involving the participation of Nobel laureates for peace, physics, chemistry, medicine, and economics, as well as with other eminent keynote speakers like Professor Ngo Bao Chau and the former president of the European Commission, Romano Prodi. The fourth ASEAN series of Bridges follows the series of 450 Bridges events, which the International Peace Foundation has already hosted in Thailand, the Philippines, Malaysia, and Cambodia since 2003 as an independent contribution to the Decade for a Culture of Peace and Nonviolence initiated and promoted by the United Nations General Assembly. 38 Nobel laureates, as well as 18 other keynote speakers and artists, including Hans Blix, Chucky Chan, the Reverend Jesse Jackson, Vanessa May, Jesse Norman, Oliver Stone, and James Wolfenson, participated in these events. In Thailand, they were presided over by Her Majesty Queen Sirikit and Her Royal Highness Crown Princess Maha Chakrisirinthorn, and they reached an audience of 140,000 participants. As peace cannot be achieved instantly, but is a process which needs time, Bridges has not been organized as one single conference or event, but as a series of ongoing events in which Nobel laureates and international decision makers have built strong bridges with leaders in all parts of society and with the general public, especially with students. With the basis for peace being education and synergies being the fruit of cooperation, the International Peace Foundation has not realized Bridges alone, but has carried out the program together with UNESCO and with 117 national and international institutions, including 51 major schools and universities. The multidisciplinary and pluralistic approach of Bridges in Thailand, the Philippines, Malaysia, Cambodia, and now of the events in Vietnam reflects that peace involves all parts of society. It involves awareness and social responsibility of politicians, the business community, scientists, artists, and the media. And since peace within ourselves, our families, and our environment starts in our minds and hearts, it involves every one of us. In this sense, Bridges challenges us to cross borders and to build bridges by listening and opening up to other viewpoints, by generating new thoughts, by developing innovative forms of cooperation, and by fulfilling the desire of everyone to get to know and to learn from each other. This can lead us to a world in which we will be able to understand each other and the complexities we face today in a new light. The globalized world needs broad strategies for change to secure a sustainable future for us and the next generations. So let us be inspired by the knowledge and the wisdom that Bridges continues to offer, an opportunity to get a more inclusive, interconnected, and comprehensive view of ourselves and the world in which we live in, and which we are able to create anew constantly, through dialogues towards a culture of peace, which need the participation of everyone. I thank the 2010 Fields Medalist, Professor Ngo Bao Chau, who has agreed to come to Vietnam to support the events. We now look forward to his speech and to his important contribution to build bridges. A warm welcome, Professor Ngo Bao Chau. Xin trân trọng cảm ơn phần giới thiệu của ngài Uwe Morawetz. Kính thưa toàn thể quý vị, trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 1990
Trải qua 23 năm hoạt động, nhà trường đã được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo cao học từ năm 1994. Tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức cho phép trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ tiến sĩ. Đây là thành tựu nổi bật, đánh dấu sự nỗ lực của nhà trường thông qua quá trình phát triển. Nhân sự kiện đặc biệt quan trọng này và được sự đồng ý của giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà trường quyết định trao tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho giáo sư Ngô Bảo Châu. Đây là dấu ấn đậm nét đối với sự khởi đầu quá trình đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng sự bắt đầu này sẽ mở ra nhiều điều tốt nhất cho thầy trò của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, xin kính mời giáo sư Ngô Bảo Châu lên bục danh dự đón nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin kính mời Phó Giáo sư Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng lên trao tất cả tình cảm cao quý nhất và trân trọng nhất của nhà trường đến với giáo sư Ngô Bảo Châu. Một lần nữa xin trân trọng ơn tình cảm của giáo sư Ngô Bảo Châu đối với trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bảo Lâm. Và để liên tục chương trình, xin kính mời giáo sư Ngô Bảo Châu bắt đầu buổi thuyết trình với đề tài học như thế nào. Xin đề nghị quý vị và các bạn sinh viên cho tràng vỗ tay để bắt đầu buổi đối thoại hôm nay. Xin trân trọng kính mời giáo sư Ngô Bảo Châu. Kính thưa quý vị đại biểu, các em học sinh sinh viên thân mến, tôi rất hay được các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh hỏi về bí quyết học tập. Nên tôi thường trả lời là không có bí quyết gì cả, quan trọng là niềm say mê. Trả lời như vậy thực ra là một cách né tránh, không sai nhưng cũng không đầy đủ lắm. Tôi bắt buộc phải trả lời như thế khi mà bản thân mình chưa có cái dịp nào để suy nghĩ về vấn đề này một cách thấu đáo. Nhưng mà không thể nào mà né tránh mãi câu hỏi này được. Cũng không thể nào mà chút hết trách nhiệm lên đầu những người khác bằng cách nói rằng đây là câu chuyện chuyên môn của những người làm công tác nghiên cứu giáo dục. Điểm lại cuộc đời mình, tôi thấy đến thời điểm này mình cũng không làm gì khác ngoài việc học, việc dạy và đi nghiên cứu khoa học. Nên trong quá trình ấy chắc chắn rằng là cá nhân tôi cũng đã từng có những suy nghĩ riêng về cái câu hỏi lớn này. Tuy nhiên, những cái suy nghĩ đó chưa bao giờ được sắp xếp lại một cách có hệ thống và chưa bao giờ phát biểu một cách mạch lạc. Chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này là cần một cơ hội cho tôi để làm cái việc đấy. Một cái việc rất là vất vả, nhưng mà tôi hy vọng là có ích. Vì vậy, tôi xin cảm ơn Quỹ Hòa bình Thế giới Quốc tế và trường đại học mở phối hợp tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn các quý vị, các em sinh viên đã đến tham dự buổi ngày hôm nay. Sự quan tâm của quý vị là động cơ rất mạnh để tôi hoàn thành cái bài trao đổi này. Vì ở đây là câu hỏi rất là khó, học như thế nào? Viết ra rất là khó, nhưng cái suy nghĩ của tôi từ trước nay nó tương đối là tản mạn về mỗi chuyện một ít. Thì khó nhất là tìm ra một cái dàn bài. Thì cái dàn bài của tôi dựa vào 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái gì là động cơ cơ bản cho việc học tập. Câu hỏi thứ hai là học chữ hay học làm người. Thú thực là tôi không thích cái câu hỏi này lắm, vì nó rất là mập mờ và đa nghĩa. Nhưng tôi sử dụng chính cái sự đa nghĩa của câu hỏi này để triển khai nó ra thành nhiều câu hỏi nhỏ hơn xung quanh việc học cái gì. Câu hỏi cuối cùng là làm thành nhan đề cái buổi bài nói chuyện ngày hôm nay là học như thế nào. Tôi không có tham vọng đưa ra câu trả lời thấu đáo, câu trả lời đầy đủ cho cả 3 câu hỏi trên, mà như tôi đã nói,
tôi chỉ muốn sắp xếp những cái ý nghĩ của mình vào thành những cái câu trả lời không cầu toàn. Tôi hy vọng rằng vào cuối buổi nói chuyện thì chúng ta sẽ có thời gian để trao đổi thêm. Tôi rất là mong muốn được nghe, được trao đổi các suy nghĩ của quý vị và của em sinh viên. Cái phần thứ nhất mà tôi muốn nói đến về cái động cơ cơ bản cho việc học tập thì theo tôi đó là sự hướng thượng và hướng thiện. Sách Tam Tự Kinh mà các cụ học ngày xưa bắt đầu bằng câu nhân chi sơ tính bản thiện, con người được sinh ra có bản tính vốn là hiền lành. Nhưng mà liệu có đúng không nhỉ? Tin tức hàng ngày dễ làm chúng ta nghi ngờ về cái tính bản thiện của nhân chi sơ. Đầu tháng 1 ở Ấn Độ, một cô gái 23 tuổi bị 6 người đàn ông hãm hiếp đến chết trên một chiếc xe buýt. Cuối tháng 1 ở Bắc Ninh, người ta nô nức chen lấn nhau tham gia lễ hội chém lợn. Một con lợn bị nhát dao đao xẻ ra thành hai mảnh, lăn quay trong vũng máu lênh láng và trong tiếng hò reo của người chảy hội. Đây là những hiện tượng dị biệt, không tiêu biểu cho cuộc sống của người Ấn Độ và của con người Việt Nam. Tôi nêu chúng ta như ví dụ vì chúng phản ánh một cách vô cùng rõ nét sự độc ác của con người. Xét cho cùng thì cái việc giết lợn cũng chỉ là một việc giết động vật để ăn thịt, cái mà con người buộc phải làm để duy trì cuộc sống của mình. Hãm hiếp cũng nảy sinh từ một bản năng cơ bản của con người, đó là bản năng duy trì nòi giống. Vậy thì phải chăng con người sinh ra với hai cái bản năng cơ bản là duy trì cuộc sống và duy trì nòi giống, cái mà ở trong đó đã sẵn mầm mống của cái ác khủng khiếp. Nếu mà chỉ dừng lại ở đây thì khó mà tin được vào cái nhân chi sơ, tính bản thiện của các cụ. Nếu mà con người mà sinh ra chỉ có hai cái bản năng nói trên thì chắc là hai cái sự việc mà tôi đã kể trên không còn là dị biệt nữa, mà nó sẽ trở nên vô cùng phổ biến đến mức mà không còn làm chúng ta kinh ngạc hay xúc động được nữa. Có thể tôi còn là một con người lạc quan, nhưng tôi tin rằng con người được sinh ra còn có một bản năng khác nữa, đó là bản năng hướng thượng và hướng thiện. Nhìn vào một đứa trẻ sơ sinh xinh xắn như một thiên thần, ta có thể nghĩ rằng đó là hiện thân của sự tốt đẹp. Nhưng mà cái kiểm soát mọi hành động của đứa trẻ chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn của nó. Tôi nghĩ rằng trong đứa trẻ không có bản năng, không có sẵn một tâm hồn cao thượng, nhưng đã có sẵn một cái tiềm năng để xây dựng nên từ đó cái tâm hồn ấy. Theo tôi, nếu có tính bản thiện của nhân chi sơ thì đó chính là cái tiềm năng ấy. Cái tiềm năng ấy được triển khai trong học tập và động cơ chính cho việc học tập. Có thể có người không đồng ý với quan điểm này và cho rằng học là để sau này có một cuộc sống tử tế, có một vị trí tốt trong xã hội. Tôi cho rằng cái suy nghĩ ấy như vậy là phiến diện. Thứ nhất, để có một cuộc sống tử tế, đó cũng chính là một biểu hiện của sự hướng thượng, hướng thiện. Tất nhiên, một khi nó đã biến thái để nhằm tới cái đích là hưởng thụ một cuộc sống an nhàn nhờ vào sức lao động của người khác, thì cái động cơ hướng thượng, hướng thiện đã bị tha hóa một cách nghiêm trọng. Thứ hai, tôi tin ra rằng đa số người ta thực ra không có khả năng phấn đấu vì một cái gì xảy ra trong một tương lai quá xa. Phần lớn chúng người ta học chỉ vì đó là cái cách để hoàn thiện bản thân mình, tức là học với một động cơ hướng thượng thuần khiết nhất. Vì vậy, nhiều khi quan niệm xã hội lại làm tha hóa một cái động cơ mà về căn bản là thuần khiết. Cần lưu ý là quan niệm xã hội không phải là cái duy nhất làm cho sự hướng thượng, hướng thiện bị tha hóa. Tôn thờ cá nhân chẳng hạn, có thể là lãnh tụ, có thể là cầu thủ bóng đá, có thể là ca sĩ Hàn Quốc, cũng là một hình thức tha hóa của sự hướng thượng. Bản năng hướng thượng, hướng thiện luôn phải vật lộn với hàng loạt những bản năng xấu khác của con người: tính lười biếng, tính đố kỵ, tính gian dối, tính hiếu thắng, tính tự phụ. Nếu mà hơn nữa nó bị tha hóa thì có lẽ nó không còn mấy cơ hội để làm động cơ cho việc học tập. Thì đó là những cái suy nghĩ của tôi về cái động cơ để mà học tập. Có lẽ đến cuối giờ chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái chủ đề này.
Tôi xin chuyển sang cái câu hỏi thứ hai là học chữ hay học làm người. Gần đây trên báo chí có khá nhiều người đặt ra câu hỏi cần học chữ hay học làm người. Hoặc là giữa hai cái cần học cái nào trước. Câu hỏi này thực ra là tương đối tối nghĩa. Học chữ thì là tiếp thu kiến thức, rõ rồi. Nhưng còn học làm người là như thế nào thì có nhiều cái hiểu khác nhau. Có thể hiểu theo nghĩa hẹp. Học làm người như học kỹ năng sống, học nghệ thuật sống, tóm lại là học những cái hành vi văn minh. Cũng có thể hiểu học làm người theo một nghĩa rộng, tức là học những gì làm nên cốt cách của một con người. Như vậy thì quá rộng, nó bao hàm nốt cả học chữ mất rồi. Thế có lẽ vì ý nghĩa của câu hỏi không được phân tích rạch ròi, mà nhiều cuộc thảo luận trên báo chí về câu hỏi này có vẻ gì đó hơi luẩn quẩn. Trong cái nghĩa hẹp ý, có thể đặt lại câu hỏi một cách khác đi và làm cho nó rõ nghĩa hơn. Tôi đặt câu hỏi như thế này, trường học phải dạy chữ hay là dạy kỹ năng sống, nghệ thuật sống? Thì có vẻ càng ngày càng có nhiều người ngả theo quan điểm mà được coi là hiện đại, trường học phải dạy cho trẻ kỹ năng sống. Thì quan niệm kinh điển hơn được nhà triết học Đức Hannah Arendt phát biểu rất là rành rọt trong bài viết Khủng hoảng của giáo dục như thế này: chức năng của nhà trường là dạy cho trẻ thế nào là thế giới, chứ không phải rèn cho chúng nghệ thuật sống. Tôi cũng đồng ý với quan điểm này, và trong phần tiếp theo của bài viết, quan điểm này sẽ được làm rõ hơn. Ẩn trong câu nói của bà Hannah Arendt có cả câu trả lời cho câu hỏi học làm người theo nghĩa rộng. Học làm người là học về thế giới, trong đó có thế giới tự nhiên và thế giới con người, để mỗi cá nhân nhận thức được vị trí của mình, ở trong đó nhận thức được hết tương tác của cá nhân mình với những người khác, để triển khai mọi tiềm năng của mình, để hoàn thiện mình và đồng thời làm thế giới xung quanh trở nên một nơi an toàn hơn, thân thiện hơn cho cuộc sống. Tôi muốn bàn kỹ hơn về cái câu hỏi học làm người theo nghĩa hẹp, tức là học kỹ năng sống, học hành vi. Thì ý chính của tôi muốn nêu lên là để trẻ được kỹ năng sống thì trước hết người lớn phải làm gương. Tôi từng nghe người ta kể chuyện về một đứa bé sơ sinh bị sói tha đi. Sau này người ta tìm lại được đứa bé. Tuy vẫn có hình hài của một con người, nhưng tính nết của nó là tính của nết của loài sói. Ở đây, chính cái tiềm năng hướng thượng, hướng thiện đã biến nó thành con sói. Đối với nó, cái mà đại diện cho sự tốt đẹp chính là mẹ sói của nó. Mẹ sói cho nó bú, tha mồi cho nó ăn. Đứa trẻ lớn lên giữa bầy sói, ắt trở thành một con sói. Cái nó cho là tốt thì là cái tốt của loài sói. Kể ra nếu có tiếp tục sống ở trong rừng cùng với bầy sói thì như thế cũng không sao. Nhưng mà bi kịch đối với nó chính là cái ngày mà người ta bắt nó phải quay lại sống với con người. Một chuyện khác, ở Lào, ở Thái Lan có cái phong tục gửi trẻ nhỏ vào trong chùa sống một thời gian, có thể 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 3 năm. Ở trong chùa thì ngoài việc học kinh kệ, trẻ còn học được yêu quý cái cuộc sống thanh đạm, ngăn nắp của người tu hành. Khi đi thăm Lào và Thái Lan, người ta luôn cảm thấy ngạc nhiên về sự sạch sẽ, ngăn nắp của làng quê, kể cả những nơi nghèo nhất. Tôi xin dẫn thêm một cái ví dụ cá nhân, rất là nhỏ nhặt và tầm thường thôi. Vợ chồng tôi ít xem vô tuyến, hầu như không xem bao giờ. Có lẽ vì thế mấy đứa con tôi cũng hoàn toàn không có cái sở thích xem truyền hình. Bố mẹ không cần cấm đoán hay là hạn chế gì cả. Nếu có thời gian, chúng tôi thích đọc sách hơn. Nhiều khi bản thân tôi muốn xem phim cùng với cả các con, thì tôi lại phải nói khó, phải mặc cả với cả chúng nó. Thế những cái ví dụ này nhắc nhở chúng ta, những người có bổn phận làm người lớn, đừng bao giờ quên rằng dù có muốn hay không muốn, chúng ta luôn là tấm gương để cho trẻ soi vào. Ngoài trách nhiệm làm cho trẻ một mái nhà, cung cấp thức ăn cho đủ no, quần áo cho đủ mặc, người làm cha mẹ luôn phải tâm niệm rằng mình cư xử ngày hôm nay như thế nào thì ngày mai trẻ sẽ cư xử giống như thế. Đó là cái bài học
của chuyện cây măng gỗ mà chắc các bạn đều đã biết cả, tôi không kể lại. Cái mà tôi muốn nói là nếu người lớn biết cư xử đúng mực thì trẻ con không cần phải đi học những lớp kỹ năng sống nữa. Và người có trách nhiệm chính trong việc giáo dục hành vi cho trẻ là cha mẹ và gia đình, chứ không phải nhà trường. Những bài lên lớp của thầy cô giáo không có tác dụng nhiều đến hành vi của trẻ như chính những hành vi của cha mẹ nó. Tất nhiên tôi không muốn nói rằng trường học hoàn toàn không có chức năng giáo dục hành vi cho trẻ nhỏ. Trong tâm hồn trẻ nhỏ, thầy cô giáo có một vị trí thiêng liêng, có lẽ còn thiêng liêng hơn cả bố mẹ. Vì thế nên cách ứng xử của thầy cô trong cuộc sống nhà trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của học sinh. Nhưng mà không vì thế mà cha mẹ trút bỏ hoàn toàn trách nhiệm giáo dục hành vi của trẻ lên vai thầy cô giáo. Đây là cái suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn về cái mục giáo dục hành vi ở trẻ. Thì tôi muốn chuyển sang học làm người theo nghĩa rộng. Thì học cái gì? Trước hết tôi muốn bài về cái vai trò của giáo dục nhân văn trong sự hình thành nhân cách. Khi mà đứa bé mới ra đời, thì bản năng sinh tồn điều khiển mọi hoạt động của nó. Đối với nó, toàn thể, toàn bộ thế giới là bầu sữa mẹ. Khi lớn lên, nó có thêm nhận thức về thế giới xung quanh, về những con người khác. Dần dần nó hiểu rằng không chỉ có nó cần sinh tồn, mà cả những người khác cũng cần sinh tồn như nó. Điều này thoạt nghe thì là hiển nhiên, nhưng nó là một bước chuyển hóa vĩ đại của tư duy. Đứa trẻ chấp nhận sự tồn tại của khách thể, của người khác như một lực lượng đối lập với bản thân nó. Chấp nhận sự tồn tại của khách thể là điều kiện để phân biệt giữa cái thiện và cái ác, bởi vì cái thiện là sung sướng trong sự hạnh phúc của người khác và đau khổ trong sự bất hạnh của người khác. Còn ngược lại, cái ác là sung sướng trong sự bất hạnh của người khác và đau khổ với sự hạnh phúc của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ còn chưa nhận thức về người khác theo cái nghĩa ở trên thì khái niệm thiện với ác chưa áp dụng được cho nó. Thêm nữa là khái niệm thiện ác không nhất thiết phải là con người. Nó có thể con ong, cái kiến, và nó rất có thể là con lợn ở Bắc Ninh. Cái cảm giác bản thân cái việc giết lợn chưa phải là cái ác. Nhưng cái cảm giác phấn khích, hân hoan của con người trong một chết tức tưởi của con lợn mới biểu đạt cái ác ở trạng thái thuần túy nhất của nó. Cái việc học theo Hannah Arendt đó là cố gắng để hiểu thế giới xung quanh, trong đó thế tự nhiên và thế giới con người. Nó bắt người ta phải nhận thức về sự tồn tại của người khác, cái là điều kiện để phân biệt giữa cái thiện và cái ác. Nhưng chỉ biết phân biệt cái thiện và cái ác thôi thì không đủ. Có một câu ngạn ngữ mà tôi tin rằng các bạn cũng biết cả, nói rằng đường đến địa ngục lát bằng thiện tâm. Biết phân biệt rành rọt giữa thiện và ác là cần thiết, nhưng sẽ thật là thiếu sót, thậm chí còn nguy hiểm. Nếu coi việc hình thành nhân cách chỉ đơn giản là việc phân biệt giữa cái thiện và cái ác, trong phần lớn các trường hợp vấn đề không phải là ở chỗ phân biệt thiện và ác. Để nhận thức vị trí của mình ở trong thế giới, mỗi người phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi căn bản về thân phận con người, để tự tìm ra câu trả lời của mình cho những câu hỏi đó, hoặc ít nhất cũng phải biết về những câu trả lời mà tiền bối đã từng đưa ra. Việc phân biệt giữa cái thiện và cái ác là một trong những câu hỏi như thế, nhưng đó không phải là câu hỏi duy nhất và có lẽ cũng không phải là câu hỏi quan trọng nhất. Có những câu hỏi thoạt nghe ra rất là ngây thơ, ví dụ như những cái gì là nhu cầu căn bản của con người, tự do và công bằng có phải nhu cầu căn bản của con người hay không? Con người có nhu cầu sống trong cộng đồng, trong xã hội, vì mỗi người không thể làm ra tất cả những thứ mà mình cần. Thế nếu mà tự do và công bằng là nhu cầu căn bản của xã hội, thì xã hội phải được thiết kế như thế nào để cho tự do của mỗi người và sự công bằng giữa người này và người khác được đảm bảo? Thì triển khai câu hỏi này đến đây thì ta thấy rằng câu hỏi phức tạp hơn nhiều so với cái việc phân biệt giữa cái thiện và cái ác, và có lẽ là câu hỏi quan trọng hơn. Thì trả lời cho câu hỏi này theo tôi nghĩ là vượt xa khuôn khổ bài nói chuyện ngày hôm nay, và có lẽ vượt xa khả năng của tôi. Thì trong phần tiếp theo, tôi xin thu câu hỏi lại, trao đổi kỹ hơn về cái vai trò của giáo dục nhân văn
trong việc hình thành nhân cách. Anh chị có nghe rõ không nhỉ? Ở tiếng mưa rơi nghe có rõ không? Cái cơ chế căn bản trong việc hình thành nhân cách ấy là chiêm nghiệm về một việc cụ thể đã xảy ra trong hoàn cảnh cụ thể, mà ngẫm xem người ta đã quyết định như thế nào, đã làm gì, và cái việc làm đó đã có hậu quả như thế nào, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như thế nào và cuộc sống của chính người đó như thế nào. Có thể thấy rằng là con người chiêm nghiệm bằng xúc cảm nhiều hơn là bằng tư duy. Người ta chiêm nghiệm sâu sắc nhất về những gì xảy ra với chính mình hoặc là xảy ra với những người thân của mình, bởi vì những trải nghiệm đó để lại những xúc cảm lớn nhất, mạnh nhất. Nhưng nói chung những trải nghiệm của một người trẻ, kể cả những trải nghiệm được gia đình chia sẻ, không đủ phong phú để người đó có thể hình thành một nhân cách vững vàng. Vốn trải nghiệm của anh ta giàu có hơn nhiều nếu anh ta biết đặt mình vào trong lịch sử, nơi những câu chuyện của quá khứ được ghi lại một cách trung thực, hoặc là trong văn học, nơi có những câu chuyện lớn, tuy có thể là hư cấu, nhưng luôn xuất phát từ sự trải nghiệm chân thực của nhà văn. Trong một bài viết trên blog cá nhân đặt tên là Giữ Ký Ức, tôi có kể chuyện về một học sinh phổ thông Đức học về tội ác của chế độ quốc xã lên người Do Thái như thế nào. Học sinh Đức học ở trong sách vở, đọc nhật ký của cô bé Anne Frank viết trong thời gian 2 năm trốn ở góc tủ, để rồi cuối cùng cũng bị bắt rồi bị giết. Họ đi tham quan trại tập trung ở Buchenwald. Nhưng mà cái em đáng ngạc nhiên hơn cả là học sinh Đức còn phải đi tự đi điều tra xung quanh nơi mình ở trước đây đã từng có người Do Thái nào sống, họ tên là gì, họ bị bắt vào trong hoàn cảnh nào và bị giết chết như thế nào. Phải làm như thế để cho cái sự trải nghiệm trở nên gần gũi. Một vài tháng sau khi viết bài này, tôi có nói chuyện với một nhiếp ảnh gia người Đức. Ông ấy nói rằng người Đức phải làm như thế, vì nếu không họ sẽ lại phạm lại những cái sai lầm khủng khiếp nhất của quá khứ. Giáo sư Hào Huy Khoái cũng có bình luận như thế này: người Đức khôn thật, họ cho học sinh học thuộc bài lịch sử. Dân tộc nào không làm được điều đó chắc chắn sẽ phải học đi học lại nhiều lần. Chưa thuộc bài nào, lịch sử sẽ bắt học lại bài đó, mà mỗi lần học lại thì đều phải trả giá đắt hơn lần trước. Giá ở đây có thể là máu, không chỉ là tiền như sinh viên thi lại. Tôi nghĩ về câu chuyện này một khía cạnh hơi khác. Một cái trải nghiệm chân thực về sự thật, dù có đau đớn đến mấy, nhưng cũng làm cho cốt cách con người trở nên mạnh mẽ. Trái lại với những sự dối trá, có thể là ngọt lịm, nhưng luôn làm tha hóa tâm hồn con người. Chức năng của giáo dục nhân văn không phải là ngợi ca cái thiện, phê bình cái ác, mà là giúp cho con người tìm đến sự thực và để cảnh giác với sự dối trá của người khác và của chính mình. Cảnh giác với các bản năng lười nhác, ích kỷ và hèn nhát, những cái rất giỏi ngụy trang trong tấm áo thiện tâm để dắt con người đi về địa ngục. Cái địa ngục không phải cái gì khác mà chính là sự tha hóa hoàn toàn tâm hồn con người. Giáo dục nhân văn nghiêm túc rèn cho chúng ta thái độ nỗ lực không mệt mỏi trong cố gắng đi tìm sự thật với khả năng chiêm nghiệm bằng tư duy. Vì nếu chỉ chiêm nghiệm bằng xúc cảm thì con người rất dễ bị đánh lừa. Tôi đã nhắc đến chuyện bản năng hướng thượng và hướng thiện con người rất dễ bị tha hóa để trở thành hiện tượng sùng bái cá nhân. Vai trò giáo dục của nhân văn là dắt tay con người đi theo tấm biển chỉ đường của trí tuệ để đi về những cái chân thiện, chân mỹ. Đây là những gì tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn sinh viên về giáo dục nhân văn. Tôi xin chuyển sang nói về
giáo dục về khoa học tự nhiên, đặc biệt là về cái chủ đề ngôn ngữ và thái độ khoa học. Nếu mà bản năng hướng thượng, hướng thiện là động cơ của học tập, thì nó không phải là công cụ. Con người biểu đạt sự hiểu biết về thế giới khách quan bằng lời. Con người thụ hưởng vốn hiểu biết mà nhân loại tích tụ được thông qua ngôn ngữ. Có hai thái độ ứng xử với ngôn ngữ đối lập với nhau, dẫn hai phương pháp tư duy hoàn toàn ngược với nhau. Một bên là thái độ tôn giáo, coi ngôn từ như một đối tượng để tôn thờ. Một bên là thái độ khoa học, coi ngôn từ như một công cụ để định hình tư tưởng. Định nghĩa cái chữ đạo ở trong đạo Đức Kinh rất đáng lưu ý. Nó là một cái điển hình, theo tôi nghĩ, là một điển hình của thái độ tôn giáo đối với ngôn ngữ. Đạo được mô tả như thế này, như thế kia. Đạo không phải là thế này, không phải là thế kia. Nhưng không một lần nào, đạo định nghĩa là cái gì? Đạo là một từ đại diện cho một khái niệm linh thiêng, không định nghĩa được. Người ta chỉ có thể biết thuộc tính của nó như thế này, như thế kia. Cùng lắm là biết nó không phải là cái gì. Tức là hạn chế khái niệm bằng phủ định, chứ không thể nói nó là cái gì. Tức là định nghĩa khái niệm bằng khẳng định. Thì cái tính linh thiêng của chữ đạo nằm chính ở chỗ ta không thể định hình được nó. Tôi dẫn ví dụ đạo Đức Kinh không hoàn toàn không quý môn đánh giá thấp giá trị triết học của tác phẩm này. Tôi chỉ muốn chỉ ra cái sự đối lập giữa thái độ tôn giáo của ngôn ngữ và thái độ khoa học. Thái độ tôn giáo với ngôn ngữ luôn đưa những luận điểm rất là khái quát trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Con người cũng có thể vận dụng được tôn giáo để diễn đạt, diễn giải những gì xảy ra xung quanh mình, xảy ra với mình và tự an ủi mình. Mà trên đời này ai cũng cần phải an ủi cả. Đóng góp lớn nhất theo tôi của văn hóa y học cổ đại, tư duy loài người là có lẽ là sự phát minh thái độ khoa học đối với ngôn ngữ, mà điển hình là sách cơ sở của Euclid. Để nói về hình tròn ấy, người ta không nói rằng nó giống cái gì, là giống mặt trời hay giống mặt trăng tròn vào ngày rằm, mà người ta nói định nghĩa hình tròn là tập hợp các điểm có khoảng cách cho trước đến một điểm cho trước, gọi là tâm của hình tròn. Cái đáng lưu ý ở đất ở khái niệm là khái niệm luôn được xây dựng trên cơ sở khẳng định nó là cái gì, chứ không phải trên cơ sở phủ định nó không phải là cái gì. Cũng cần lưu ý là đường tròn không được gán bất kỳ một thuộc tính thiêng liêng nào cả. Nó chỉ là một cái tên đưa ra để định hình khái niệm về một tập hợp các điểm có khoảng cách cho trước đến một điểm cho trước. Thậm chí trong thực tế, không có cái gì chính xác là hình tròn cả, mà chỉ có những hình tròn gần đúng mà thôi. Theo một nghĩa nào đó, hình học là một sản phẩm thuần túy của trí tuệ, một trò chơi của tư duy. Nhưng mà giá trị lớn nhất của trò chơi này, theo tôi, nằm chính ở cái hạn chế của nó. Vì luật chơi bao gồm một số tiên đề cho trước, một số phép suy luận, logic cho trước. Cho nên là một phát biểu hình học chỉ có thể đúng hoặc là sai. Một cái chứng minh chỉ có thể là đầy đủ, chính xác, chặt chẽ hoặc là không chặt chẽ và nhận. Đây là cuộc chơi mà tư duy logic của con người là tha hồ mà thi thố. Cho đến nay, nó vẫn giữ ý nghĩa của nó để cho trẻ học được phương pháp lập luận chặt chẽ. Có lẽ không gì tốt hơn là học hình học Euclid. Ưu điểm của trò chơi tư duy mà trong đó có luật chơi được cố định trước là trong phạm vi của cuộc chơi này, cái đúng cái sai luôn rõ ràng. Một ưu điểm quan trọng khác nữa là chúng ta có thể rút ra từ hệ thống tiên đề khái niệm ra những kết luận chính xác và chi tiết để rồi mà đem nó ra
kiểm chứng, đối chiếu với quan sát thực tế. Thì ở cái điểm này, cái thái độ khoa học là khiêm tốn hơn nhiều so với thái độ tôn giáo. Những cái luận điểm của tôn giáo thường là có tính chất khái quát rất là cao, nhưng không có tính chi tiết để mà có thể kiểm chứng hay đối chiếu được với quan sát thực tế. Trong mọi trường hợp, tôn giáo yêu cầu người ta phải tin và phải chấp hành. Ngược lại thì lý thuyết khoa học đưa những luận điểm đủ cụ thể để có thể kiểm chứng với thực tế và dành cho thực tế cái quyền phán xét cuối cùng. Cái sự khiêm tốn luôn đặt mình vào vị trí cho thực tế phán xét hoặc khẳng định hoặc phủ định. Theo Popper, chính là cái thuộc tính đặc trưng của khoa học đối lập với tín điều. Cái sự khiêm tốn này cũng chính là cái làm nên sức sống của khoa học. Tôn giáo sẽ chết khi con người không đặt lòng tin vào tín điều nữa. Còn trong bản chất của mình, luận điểm khoa học chấp nhận sự phủ định. Nó như chỉ chờ được thực tế phủ định để mà hồi sinh, để mà lột xác thành một lý thuyết khoa học mới, phức tạp hơn, có phạm vi ứng dụng rộng hơn lý thuyết cũ. Trong bản chất, mọi lý thuyết khoa học chỉ mô tả được một phạm vi nào đó của thế giới. Lý thuyết càng thô sơ thì phạm vi áp dụng của nó càng hẹp. Đi ra ngoài phạm vi đó là bắt đầu một cuộc chơi mới. Con người phải sáng tạo ra một hệ thống ngôn ngữ, khái niệm mới và tìm ra những luật chơi mới. Nhưng không phải vì thế mà lý thuyết cũ sinh ra nhất định phải thủ tiêu đi lý thuyết cũ. Trong phạm vi cuộc sống hàng ngày, khi mà các vật thể chuyển động chậm hơn nhiều so với ánh sáng, thì cơ học Newton vẫn đúng. Con người đi tìm hiểu thế giới gần như phải bắt buộc phải đi lại gần hết toàn bộ hành trình tìm hiểu thế giới của loài người. Đây là cái khó khăn rất lớn. Đã có một số quan điểm sai lầm trong giáo dục muốn bỏ qua những lý thuyết khoa học trước đây để đưa học sinh đến với những lý thuyết tiên tiến nhất ở phương Tây. Vào những năm 70, đã có trào lưu xây dựng lại toàn bộ giáo trình toán học dựa trên cách trình bày toán học hiện đại của nhóm Bourbaki. Mà kết quả thí nghiệm đại trà này là không tốt. Cảm nhận chung là trình độ toán học của sinh viên tốt nghiệp phổ thông là kém đi nhiều. Thì gần đây, thì cái con lắc cực đoan nó có vẻ văng nhưng phải theo cái hướng ngược lại. Người ta muốn lược đi khỏi chương trình tất cả những gì được coi là không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi ý kiến của một vị giáo sư cho rằng học sinh không cần học vi phân, tích phân, vì hàng ngày có ai cần dùng đến vi phân, tích phân đâu. Nhưng chính nhờ vào cái thiên tài của Newton, của Leibniz, các hiện tượng tự nhiên đã được mô tả một cách tường minh dưới dạng những phương trình vi phân. Loại bỏ đi tính toán vi phân không khác gì cách tự nguyện quay lại với tư duy mơ hồ của siêu hình trung cổ. Vấn đề không phải là đem những kiến thức khoa học tiên tiến nhất đến cho học sinh, vì có muốn cũng không làm được. Vấn đề cũng không phải tập trung rèn luyện cho học sinh kỹ năng tính toán để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Cái cần trang bị cho học sinh là cái phương pháp tư duy khoa học, cách định hình khái niệm một cách rõ nét, liên hệ những khái niệm đó với thế giới khách quan, biết lập luận, biết tính toán để từ những khái niệm đó rút ra một số kết luận chính xác, đủ chính xác để có thể kiểm chứng với quan sát trong thế giới khách quan. Còn một thuộc tính khác nữa của một khoa học có sức sống, đó là khả năng đem đến sự bất ngờ. Hình học Euclid không có khả năng đưa những khẳng định bất ngờ nào nữa. Và theo nghĩa này, nó là môn khoa học chết. Nó chỉ còn là một trò chơi trí tuệ để cho học sinh rèn luyện khả năng tư duy logic. Ngược lại, nhận định của Einstein cho rằng tia sáng bị uốn cong khi đến gần một vật thể ở khối lượng lớn, đưa ra từ những tính toán toán học ở trong lý thuyết tương đối, là một cái vô cùng bất ngờ. Bởi vì theo hình dung của chúng ta thì đường thẳng chính là đường truyền của ánh sáng. Thì sức sống của một môn khoa học thể hiện ở chỗ
từ một hệ thống khái niệm tiên đề, khái niệm chấp nhận được bằng những tính toán, những lập luận, người ta có thể đưa ra lời giải thích chưa biết cho những hiện tượng đã biết, hoặc là tiên đoán về những hiện tượng mà chúng ta chưa biết. Chính vì thế mà khi khoa học nhận nhiệm vụ diễn giải, chứng minh cho một số luận điểm cho trước để phục vụ mục đích chính trị và tôn giáo, bất kể do tốt hay xấu, nên mà thực chất khoa học đã mất đi cái làm nên sức sống của nó. Cái vấn đề nhận nhiệm vụ này ảnh hưởng nhiều đến khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên. Như một số người nhận xét, ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ, các ngành khoa học tự nhiên có thể rất phát triển, trong khi đó các ngành khoa học xã hội để lại rất ít dấu ấn và văn hóa của nhân loại. Giáo sư Khoái có một lần phát biểu nửa đùa nửa thật rằng thực chất ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội. Thì phát biểu của ông gây ra những cái phản ứng rất là dữ dội và quyết liệt. Nói một cách khách quan hơn thì nó có đấy, nhưng mà nó rất là yếm khí và thiếu sức sống. Thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ về học cái gì và cái học xã hội, khoa học xã hội và phương pháp khoa học. Bây giờ tôi xin đi đến cái điểm cuối cùng của bài nói chuyện là học như thế nào. Ngày xưa để học chữ Thánh Hiền, cái quan trọng nhất là cần có cái trí. Cái trí để bắt đom đóm bỏ vào lọ, làm đèn để đọc sách thâu đêm. Trong công việc học tập bây giờ, trong cái việc tiếp thu kiến thức khoa học của nhân loại mà tưởng chừng như là vô hạn, chỉ có trí thôi chắc là không đủ. Như tôi vừa trình bày ở trên thì khoa học không bị cái bệnh tự phụ coi những cái luận điểm của mình đúng một cách tuyệt đối, đúng một cách phổ quát. Mỗi lý thuyết khoa học được triển khai bằng tính toán, bằng lập luận. Từ một số nhỏ khái niệm, một số tiên đề cơ sở, mỗi lý thuyết có một cái logic nội tại của nó. Nó không tự mâu thuẫn, nhưng những kết luận của nó mà người ta rút ra từ đó chỉ khớp với thực tế khách quan trong một cái phạm vi nào đó. Theo một nghĩa nào đó thì cái lý thuyết là một trò chơi trí tuệ với luật chơi được xác định rõ ràng, trong đó người chơi có thể triển khai khả năng tư duy của mình để đi đến những kết quả nhiều khi nằm ngoài cái sự mong đợi ban đầu. Chúng ta để ý là rất ít khi chúng ta chơi trò gì một mình. Để cho cái cuộc chơi thực sự cuốn hút, để cho người chơi có thể thực sự triển khai mọi cái tiềm năng tư duy của mình để đi đến những kết quả bất ngờ, đi đến sự sáng tạo, thì cuộc chơi phải có bạn chơi, phải có trọng tài. Để minh họa điều này, tôi xin đưa một cái ý nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ là tương đối nghiêm túc. Nhờ với Internet hiện tại, người ta có thể tìm được miễn phí rất nhiều tài liệu, học tập miễn phí từ trên mạng. Một số trường đại học tên tuổi như MIT, Stanford còn tổ chức công bố miễn phí hầu hết các tư liệu học tập. Thì thay bằng cái việc bỏ $50,000 một năm để họ đến đó học, mà không phải là cứ có $50,000 là bạn đã được nhận vào học, thì bạn có thể truy cập miễn phí các tư liệu học tập, theo dõi các bài giảng trên video. Vậy thì nếu mà bạn cứ ngồi ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, có phải bạn có thể học như học viên ở MIT hay Stanford hay không? Thì tôi nghĩ rằng trừ khi bạn có một ý chí sắt đá, thì dù có được cung cấp tất cả mọi tài liệu trên đời, dù có được theo dõi miễn phí các bài giảng, thì ở nhà một mình bạn không thể học được. Bởi vì theo dõi bài giảng trên mạng một mình không phải là một cuộc chơi thú vị. Không có địch thủ, không có đồng đội, không có lộ trình, không có mục tiêu, không có phần thưởng. Đó là những cái mà không liên quan trực tiếp đến nội dung học khoa học của bài giảng, nhưng là cái mà người học cần để phấn đấu liên tục. Học một mình, bạn có thể tập trung cao độ trong 1-2 ngày đến 1 tuần, nhưng bạn cần có tập thể, có lớp học, có thầy giáo để duy trì cái nỗ lực học tập. Thì gợi ý của tôi là tại sao các bạn không tổ chức cùng học theo những cái giáo trình được cung cấp trên mạng? Tại sao không thể dùng trực tiếp các bài giảng, tư liệu học tập cung cấp miễn phí trên mạng thành những lớp học chính khóa? Các thầy không nhất thiết phải giảng cả buổi nữa, mà có thể cho sinh viên xem bài giảng trên mạng, có thể làm trước phụ đề bằng tiếng Việt, rồi sau đó dành thời gian để giải thích thêm.
và hướng dẫn trả lời câu hỏi và hướng dẫn làm bài tập. Và cuối cùng phải tổ chức thi cử một cách nghiêm túc. Tất nhiên gợi ý thì dễ, làm thì khó. Nhưng tôi nghĩ rằng là đấy là việc không phải không thể làm được. Mà kinh phí để tổ chức những lớp học như thế có lẽ không nhiều lắm nếu so sánh với cái mức học phí ở MIT hay ở Stanford. Thì từ cái gợi ý và tính suy tưởng này, tôi hy vọng là nổi lên được sự quan trọng của việc tổ chức học tập. Học tập là một hoạt động tập thể có tổ chức. Như đã nêu ở trên, thiếu một tập thể có tổ chức, con người nói chung không có khả năng duy trì nỗ lực của mình trong thời gian dài. Thiếu tranh biện thì có tổ chức thì mình sẽ tranh biện được. Thiếu tranh biện, con người nhanh chóng lạc vào con đường chủ quan, con đường luôn luôn dẫn đến sự bế tắc. Bản tính con người là hiếu thắng, mà cái cần thiết để tạo ra một sự sôi động trong tranh luận, nhưng cũng là một cái lòng hỏng của tranh luận, biến nó thành một chiến trường cho người này để bẹp người kia. Vì vậy, trong một cuộc chơi tập thể thì cần có một luật chơi lành mạnh để cho sự cạnh tranh chỉ tạo ra nỗ lực để mỗi người vượt lên chính mình, chứ không phải là cái cớ để thỏa mãn cái bản năng hiếu thắng. Và cuộc chơi cần có một trọng tài nắm vững luật lệ và có thẩm quyền điều khiển cuộc chơi. Và một ý nữa tôi nghĩ là quan trọng là cái việc tôn trọng những cái ràng buộc của cuộc chơi. Vì chính những cái ràng buộc của luật chơi bắt người ta vươn lên cái sự sáng tạo thực sự. Thì tôi để ý rằng là người ta cái phá bỏ luật chơi dễ dàng quá. Tôi xin dẫn một ví dụ nhỏ là việc viết thư giới thiệu. Viết thư giới thiệu là một công việc rất là vất vả, mà lại không thể mong đợi một phần thưởng gì khác ngoài cái cảm giác là hoàn thành bổn phận. Để giới thiệu một đồng nghiệp là một vị trí phó giáo sư hay là giáo sư, thường thì người giới thiệu phải tìm hiểu công trình người mà mình giới thiệu, để chỉ ra chỗ nào là hay, chỗ nào là đặc sắc, chỗ nào thì cũng chỉ bình thường, và nêu ra được ý nghĩa chung của công trình. Không viết được đầy đủ nội dung như vậy thì cái lá thư giới thiệu không có mấy trọng lượng, mà người viết thư giới thiệu có thể bị đánh giá hoặc là về trình độ hoặc là về thái độ nghiêm túc. Viết thư là một việc vất vả, mà không có ai khen là ông này viết thư hay. Vì trong nguyên tắc là thư từ là được bí mật. Thế nhưng là việc cần thiết để ủng hộ những người đồng nghiệp xứng đáng, hoặc chỉ đơn thuần là việc thực hiện một bổn phận. Viết thư giới thiệu cho sinh viên thì cũng mất công, nhưng không vất vả bằng viết thư giới thiệu cho đồng nghiệp. Thì có một lần, có một sinh viên mà tôi đừng dạy Hà Nội nhờ tôi viết thư giới thiệu. Khi mà tôi còn đang do dự, tôi đánh giá bạn ấy không xuất sắc lắm, thì anh ta gửi cho tôi một bức thư giới thiệu đã soạn sẵn để tôi chỉ việc ký vào đó. Khi mà tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về cách làm này, thì bạn ấy trình bày rằng là các thầy cô giáo khác yêu cầu bạn ấy làm như thế. Thì một số người coi đấy là việc nhỏ, nhưng tôi nghĩ chính những cái việc nhỏ như thế sẽ làm tha hóa cả hệ thống. Khi chuẩn bị cái bài nói chuyện này, ý định của tôi là chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc học tập, chứ không định phê bình ai cả, càng không quyết định phê bình cái nền giáo dục của nước ta. Đã có rất nhiều người nêu ra những cái bất cập, tôi không nhất thấy nhất cần thiết phải hòa thêm tiếng nói của mình vào đó. Nhưng mà nếu mà chỉ nêu ra một vấn đề lớn nhất, thì theo tôi đó là cái mức độ tha hóa của hệ thống. Xin quay lại cái sự kiện đồi ngô mà chắc các quý vị và các bạn đều biết cả. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, vì chuyện thí sinh quay phim phạm giám thị vi phạm quy chế thi là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Đây là một chuyện rất đáng buồn, nó phải là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh về cái mức độ tha hóa của hệ thống. Hãy khoan quy trách nhiệm cho một cơ quan, một cá nhân mà phải bình tâm suy nghĩ. Để cho một cái việc như vậy xảy ra thì phải có rất nhiều người từ trung ương đến địa phương, cả ở trong và ngoài giáo dục đã không tôn trọng luật chơi. Kết quả là kỳ thi tốt nghiệp, cái đáng ra phải là một thủ tục có tính nghiêm cẩn, cái đáng ra phải là cái mốc thiêng liêng cho một quá trình học tập, lao động của học sinh, lại trở thành một trò đùa làm chúng ta muốn khóc. Nước Mỹ có thể tự hào về những trường đại học của mình. Các đại học ở Mỹ thường là tương đối trẻ. Trường đại học Chicago nơi tôi làm việc
cũng mới khoảng 100 tuổi, tức là đồng niên với Đại học Quốc gia Hà Nội. Có lẽ cũng phải trả lời câu hỏi là cái gì là bí quyết thành công của họ. Vào thời điểm hiện tại thì ta có thể nói rằng lý do là họ rất giàu, họ có nhiều giáo sư giỏi, họ có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Nhưng nói như thế là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Ban đầu họ cũng không giàu, họ cũng không phải nhiều người thực sự xuất sắc. Thì nếu tuy là không có câu trả lời duy nhất, nhưng mà cái nguyên nhân chắc chắn phải được nhắc đến, đó là cái tinh thần fair play trong người của người Mỹ, trong đại học Mỹ. Mọi hành vi ăn gian đều bị trừng trị một cách vô cùng nghiêm khắc. Thì như vậy là học phải có tổ chức và phải có cái, tôi muốn đề cao tính trung thực. Thì tính trung thực thì theo tôi là một dạng hành vi, là cái mà khó học được từ sách vở. Để cho trẻ học tính trung thực thì trước hết tôi nghĩ rằng người lớn phải làm gương. Tôi đã rất nói nhiều về sự cần thiết về sự học, về việc tổ chức học tập, tính kỷ luật, tính trung thực. Thì đến đây nói nhiều quá, tôi bắt đầu thắc mắc là không biết tôi nói về trường học hay nói về doanh trại quân đội. Tính kỷ luật và trung thực tất nhiên là không đủ. Cái còn thiếu là cái niềm say mê mà tôi có nhắc đến lúc bắt đầu bài nói. Say mê đi tìm cái mới, cái chưa biết, tìm lời giải thích cho những cái gì còn chưa hiểu. Nhưng mà niềm say mê đến từ đâu? Thú thực tôi không biết chắc chắn. Và chính vì thế mà tôi mới giả sử rằng niềm say mê, giả sử rằng là cái bản năng hướng thượng và hướng thiện của con người là cái mầm mống của niềm say mê. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ rằng cái câu hỏi niềm say mê đến từ đâu không quan trọng bằng câu hỏi làm thế nào mà giữ gìn được niềm say mê, không để cho nó bị hỏng, bị tha hóa. Niềm say mê, tính hướng thượng, hướng thiện là động cơ cho việc học tập. Và chính việc học tập đích thực là cái mà nuôi dưỡng hướng thượng, hướng thiện và cái niềm say mê đó. Bởi những cái giá trị nhân văn, chân thiện, chân mỹ, bởi tình yêu sự thật, bởi cái sự niềm hạnh phúc của sự khám phá để vượt qua biên giới giữa những gì đã biết và những gì chưa biết. Thì khi mà tôi gửi cái bài nói chuyện này cho một số người bạn để đọc và có ý kiến, thì có một người bạn nói góp ý với tôi rằng là bên cạnh niềm say mê thì anh đừng quên bổ sung cái sự quả cảm. Cái sự quả cảm là cái bạn rất là cần để không để cho cái sự lười biếng, hèn nhát, dụ dỗ mà quay lưng lại với sự thật. Sự quả cảm cũng là cái bạn rất cần khi đi tìm cái mới. Bạn có thể có tập thể, có đồng đội để cùng học tập và tiến bộ. Nhưng dựa vào quan niệm, kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rằng khi mà ta đã vượt qua của biên giới của những cái gì đã biết để theo đuổi cái thực sự chưa biết, thì bạn rất cần tính quả cảm. Vì đi tìm cái mới luôn làm hành trình cô đơn và nó có thể kéo dài nhiều năm. Xin cảm ơn các bạn. Xin trân trọng cảm ơn phần thuyết trình của giáo sư Ngô Bảo Châu. Kính thưa toàn thể quý vị, trong 48 phút vừa qua, chúng ta đã nghe giáo sư Ngô Bảo Châu trao đổi những suy nghĩ về chủ đề học như thế nào. Chắc chắn đây là những gợi ý của giáo sư Ngô Bảo Châu trước bối cảnh một xã hội mới. Để hiểu rõ hơn, chương trình đối thoại sẽ được tiếp tục thông qua phần giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu như là một cơ hội quý báu để các bạn sinh viên tự thiết lập khả năng thực hiện 4 trụ cột của giáo dục đại học trong thế kỷ thứ 21 là học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tự khẳng định mình. Sau đây, xin trân trọng kính mời giáo sư Ngô Bảo Châu, phó giáo sư tiến sĩ Lê Bảo Lâm, tiến sĩ Lê Thị Thanh Thu lên bàn chủ tọa để tiến hành giao lưu với các bạn sinh viên. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn sinh viên thân mến, quá trình học tập đã được ông bà ta răn dạy như sau: học ăn, học nói, học gói, học mở, học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu, hay đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. Đến buổi đối thoại hôm nay, giáo sư Ngô Bảo Châu đã đưa ra nhiều suy nghĩ rất mới, như chức năng của nhà trường là dạy cho người học thế nào là thế giới, áp dụng trò chơi tư duy trong phương pháp học tập, mối quan hệ giữa niềm say mê, tính hướng thượng, hướng thiện trong sự thúc đẩy hiệu quả của quá trình học. Để làm rõ vấn đề mới trên, chúng ta bắt đầu với phần đối thoại với giáo sư Ngô Bảo Châu. Và được giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu, đó là một cơ hội hết sức quý báu. Chúng ta có 55 phút đối với sinh viên Việt Nam. Do vậy, ban tổ chức sẽ tập trung toàn bộ các câu hỏi cho đúng đối tượng là sinh viên của các trường với giáo sư. Riêng đối với quý thầy cô và quý khách, chúng ta chiêm nghiệm những ý tưởng này và nhường toàn bộ thời gian cho thế hệ trẻ tương lai của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và để bắt đầu, tôi xin mời sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Vân, khoa ngoại ngữ, đặt câu hỏi đầu tiên. Và bạn sinh viên Lê Thị Kiều Anh chuẩn bị câu hỏi thứ hai. Xin kính chào giáo sư Ngô Bảo Châu cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô, xin chào các bạn sinh viên. Em là Nguyễn Thị Ngọc Vân, đến từ khoa ngoại ngữ. Bây giờ thì em xin thay mặt câu lạc bộ học thuật từ FFL Journal của khoa ngoại ngữ xin được hỏi thầy ba câu hỏi ạ. Câu thứ nhất, thầy đã từng phát biểu bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do. Vậy thầy đã áp dụng câu nói trên vào việc học tập và nghiên cứu của mình như thế nào? Và việc này đã mang lại cái tác dụng như thế nào ạ? Câu thứ hai, có người nói sinh viên Việt Nam có kiến thức thô nhưng không có kỹ năng thực tế. Tốt nghiệp ra trường đi làm vẫn phải đi học các lớp kỹ năng căn bản và rằng người Việt Nam chưa nhanh nhạy trong việc giải quyết các vấn đề. Theo thầy thì nguyên nhân là do đâu? Và chúng em nên làm gì ạ? Và câu thứ ba, thầy là người đã từng đi nhiều nước và có cơ hội được học tập nghiên cứu tại một quốc gia rất phát triển. Thầy có thể làm một so sánh nho nhỏ bao gồm những đặc trưng cơ bản giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước đó không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn vì ba câu hỏi rất là thú vị. Cái chuyện con cừu ấy thì tôi nghĩ là giáo mình thì là một cừu thì cũng rất là thích, đỡ mệt, đỡ phải nghĩ. Cái ông cừu trưởng đoàn đi đâu thì mình đi theo đấy. Thế nhưng mà nếu suy nghĩ xem là cái việc mà nếu mà mình chỉ có một cuộc đời để sống thì có nên làm con cừu hay không, đúng không? Đâu là cái cái thuộc tính cơ bản của việc của việc làm người? Thì theo tôi nghĩ tự do là một trong những cái thuộc tính cơ bản đó. Thì nó thể hiện trong chính cái việc là không làm con cừu. Trong mỗi một việc thì mình có thể phán xử đúng sai, suy nghĩ đúng sai dựa vào cái sự chiêm nghiệm của bản thân mình, chứ không nhất thiết phải a-dua theo những người khác. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về chuyện con cừu, bám theo lề về chuyện con cừu là như vậy. Thì cái việc mà không làm con cừu đó thực sự là đòi hỏi cái tính quả cảm. Tôi có nhắc đến trong cái bài nói chuyện đó. Vì làm con cừu thì rất là dễ, bao giờ mình cũng được đàn cừu che chở. Nhưng mà khi mà không làm con cừu, tôi đi ra ngoài thì rất có thể bị chỉ trích, nhiều khi còn nguy hiểm nữa, bị sói ăn thịt nữa cơ. Thế nhưng mà đó là một lựa chọn của mỗi người thôi. Để muốn mà để thực sự sống một cuộc sống của con người, để khẳng định cái sự tự do của mình thì đòi hỏi phải sự quả cảm, đòi hỏi phải sự suy nghĩ thực sự mới thể hiện được cái tinh thần tự do như thế.
có lẽ cái kiến thức thực tế mà học sinh Việt Nam theo tôi được biết đấy, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm để có thể đưa ra một cái nhận định chung chung, nhưng mà có lẽ còn quá ít những cái hoạt động tập thể mà các em học sinh sinh viên có thể tổ chức với nhau, mà chẳng hạn như là cái kỹ năng tranh luận, kỹ năng mà nghiên cứu là những cái mỗi người đều phải học, mà những kỹ năng ấy thì là những cái mà không thể học được qua sách vở mà phải qua thực tập. Khi mà chúng ta mà thiếu cái kỹ năng tranh luận ấy, thì rất là nhiều khi chưa bắt đầu tranh luận người ta đã cảm thấy phẫn nộ rồi, để cho cái sự xúc cảm chi phối hoàn toàn cái cách ứng xử của mình. Thế những cái không trong tranh luận không có lý lẽ, không có luận cứ mà hoàn toàn bị chi phối bằng xúc cảm, thì những cái tranh luận như vậy tôi nghĩ không có giá trị. Nhiều khi nó chỉ phản ánh cái tính cáu bẩn, cái sự bức xúc của con người, nhưng tranh luận đó nó không đi đến bất cứ một cái điểm tích cực nào cả. Thì như vậy cái tranh luận trong học tranh luận ở lúc đầu thì có lẽ cần có người làm monitor, nhưng mà cái việc học tranh luận là một việc mà tôi nghĩ các em học sinh và sinh viên phải làm, từ những cái chủ đề nhỏ đến vấn đề lớn. Và trước khi tranh luận là mỗi người phải chuẩn bị, chứ không phải là vì là mình thông minh nên là mình tranh luận cái gì cũng được. Tranh luận có giá trị khi mà mỗi người phải chuẩn bị trước ý kiến của mình, có suy nghĩ trước, thậm chí cả những ý kiến và có thể phản biện ý kiến của mình, thì những tranh luận đó mới thực sự có giá trị. Cái thứ hai là cái kỹ năng nghiên cứu, tức là nghiên cứu theo cái nghĩa rộng, tức là kỹ năng làm việc độc lập. Tôi khá là thấy thú vị khi mà một cô bé con gái thứ hai của tôi đi học ở trường, mới học cấp 2 thôi, mà cháu đã được nhà trường đề nghị lựa chọn trong một cái danh sách khoảng độ 30 cái vấn đề khá là phức tạp về chính trị xã hội, từ vấn đề quyền con người cho đến vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề nữ quyền, vấn đề tự do, vấn đề công bằng. Thì mỗi một vấn đề là có một quyển sách. Tôi nghĩ đọc không dễ, để cho mỗi em học sinh cấp 2 đấy, để lựa chọn, tự lựa chọn, đọc và được hướng dẫn cái thao tác để nghiên cứu làm thế nào. Mà đến một cái thời hạn cho trước, em phải viết ra được một cái luận văn nhỏ. Tất nhiên nó không thể là sâu sắc, vì đấy là học sinh lớp 7, lớp 8. Nhưng mà em đã thực hành tất cả những cái thao tác mà người làm nghiên cứu phải làm. Đi tìm tài liệu, ghi lại, làm những cái fish nhỏ về những cái ý khác nhau, để rồi thì cuối cùng lại lọc lại các fish và hệ thống hóa lại, cuối cùng là viết lại tổng hợp thành một cái bài, và đến cuối cùng thì mới đưa ra được một cái ý kiến. Tức là trong những cái việc đó thì nếu mà mình đưa ra ý kiến ngay từ đầu thì rất là thường là cả quá trình nó sẽ bị méo mó đi, phải bắt đầu từ cái việc tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu ý kiến người khác, mọi lập luận người ta đưa ra, và cho đến cuối cùng phải tổng hợp ý kiến và đưa ra ý kiến của mình. Tôi nghĩ đấy là những cái bắt đầu từ những cái nghiên cứu nhỏ để mình biết cái thao tác, cái cách làm việc khoa học, cho đến để sau này làm cái việc đi tìm những cái mới thực sự. Tiếp theo xin mời sinh viên Lê Thị Cửu Anh, khoa kế toán kiểm toán, đặt câu hỏi. Và bạn sinh viên Trần Thị Ngọc Thư, trường Đại học Tôn Đức Thắng, chuẩn bị câu hỏi thứ ba. Các bạn sinh viên nào có câu hỏi xin ngồi tại chỗ viết, đưa rồi bộ phận phục vụ sẽ chuyển lên đây. Kính thưa giáo sư Ngô Bảo Châu, cùng với quý thầy cô, quý vị khách mời và các bạn sinh viên, mình tên là Lê Thị Kiều Anh, đến từ khoa kế toán kiểm toán. Em có một câu hỏi xin được sự chia sẻ của giáo sư ạ.
tinh thần nỗ lực và quyết tâm bản thân, đó là một yếu tố thành công của một bạn sinh viên. Nhưng mà điều quan trọng đó là trong xã hội ngày nay là có nhiều điều tác động đến cái suy nghĩ và tâm lý của sinh viên. Vậy thì làm thế nào để mà sinh viên có thể giữ được ngọn lửa đam mê, cái niềm mà quyết tâm trong chính bản thân mình? Thì em xin giáo sư có vài lời chia sẻ ạ. Em xin hết. Xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Tôi nghĩ là trước hết thì mỗi người nhận thức được là cái sự đam mê mà lúc mình hăng say, lúc mình chán nản thì là chuyện bình thường, ai cũng như vậy cả. Không nên tự trách mình thế mình kém đam mê, cho rằng là mình có người yếu đuối. Không phải như vậy đâu. Tôi nghĩ đến một dạng như là kỳ sinh học, có lúc mình phấn khởi hưng phấn, có lúc thì mình thấy chán. Chính vì lúc có lúc mình thấy chán mà mọi công việc học tập đọc và mọi công việc của người nói chung ấy là cần được tổ chức. Khi mà mình thấy chán, nếu mà mình mà làm việc một mình thì mình sẽ buông tay, mình không làm nữa. Mình sẽ rất là tiếc, bởi vì cái sự đam mê nó có thể chia tay với mình, nó rất có thể nó quay lại. Nếu mình buông tay thì nó sẽ không bao giờ quay lại với mình nữa. Trong khi đó, nếu mà cái công việc được tổ chức, có tập thể, thì khi mà bạn chán thì có thể người cùng chơi với bạn là chưa chán, mà cái vì cái trách nhiệm với cuộc chơi mà dù là bạn chán lắm rồi nhưng mà vẫn phải tiếp tục chơi, thực hiện cái trách nhiệm của mình để chơi cùng với bạn mình, tức là tiếp tục học tập, tiếp tục làm cái việc mình đã định ra, kể cả trong khi mình không muốn làm nữa, chờ cho đến khi đến một ngày đẹp trời thì cái điểm đam mê nó lại quay lại. Thế cái chuyện duy trì truyền điểm đam mê thì tôi nghĩ là cái tính kỷ luật và cái tính tập thể là cái điểm quan trọng. Và cái thứ hai, cái điểm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến, cũng trình bày trong cái bài thuyết trình của mình ấy, thì mình phải đặt ra câu hỏi là cái gì là cái dung dưỡng niềm đam mê. Thì cái dung dưỡng niềm đam mê chính là không cái gì khác ngoài là cái tình yêu sự thật, tính hướng thượng hướng thiện, và quan trọng nhất ấy, là luôn đi hướng lên tìm cái mới, cái bất ngờ. Thì đó là những theo tôi những yếu tố cơ bản mà nó sẽ làm duy trì niềm đam mê. Xin mời bạn Trần Thị Ngọc Thư của trường Đại học Tôn Đức Thắng đặt câu hỏi, và bạn Trần Lê Bảo Anh chuẩn bị đặt câu hỏi kế tiếp. Dạ, em xin nêu một câu hỏi mà chắc chắn là nhiều các bạn học sinh sinh viên cũng như là các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh hiện nay đang đặt ra, đó là làm thế nào để cân đối giữa việc khơi gợi và nuôi dưỡng óc tò mò, sáng tạo, tìm hiểu về thế giới xung quanh như là giáo sư có khuyên, với việc hoàn thành được chương trình học khá nặng ở các trường phổ thông cũng như đại học hiện nay. Nói cách khác là làm sao để mà các em, các bạn trẻ có thể hướng đến cái thiện và có cái sự phát triển tự do mà không trở thành một đối tượng thiểu số, và thậm chí là có một số trường hợp là thất bại trong chương trình học ở trường. Thì em biết là hôm nay việc bàn về hệ thống giáo dục Việt Nam không nằm trong khuôn khổ của buổi nói chuyện, nhưng mà em cũng rất là xin mong là giáo sư có lời khuyên về vấn đề này. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Đây là cái vấn đề mà tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi không định đưa ra một cái nhận định gì cụ thể về cái cần phải thay đổi hay là cải cách hệ thống giáo dục như thế nào. Tôi nghĩ là đây là cái câu chuyện mà không phải là từ tư duy một con người có thể nghĩ được, mà đây là một câu chuyện có lẽ phải đi qua tranh biện. Cái câu chuyện nó không hoàn toàn là tính chất hàn lâm, kinh viện, nó cũng không phải là đơn thuần là mình có thể lấy kinh nghiệm của nước này, nước kia, mà là cái dự kiện quan trọng nhất là cái gì xảy ra ở nước mình. Bởi vì từ đó mà đưa ra được cái cải cách, cái thay đổi một cách hợp lý. Để cái làm cái việc đó thì chắc chắn là phải có một cuộc tranh luận dân chủ, tranh biện thực sự thì mới đưa ra được cái kết luận, cái thay đổi nào đấy. Ừ. Thì
Thì tôi nghĩ là cái việc nếu mà nhà nước muốn có sự thay đổi thực sự cơ bản và toàn diện vào giáo dục thì rất cần thiết phải có một cuộc tranh luận mở rộng trong nhân dân về cái hình thức nghiêm túc, chứ không những người có trách nhiệm phải đưa ra một số những cái câu hỏi theo là then chốt, tất nhiên là phải động não và tìm ra những câu hỏi đó và để cho những người mà trực tiếp làm giáo dục, từ thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa các tỉnh thành phố cho đến ngay những người làm quản lý giáo dục ở mức địa phương, họ có thể có ý kiến và có thể tranh luận có một cái gay gắt để rồi mới tìm ra được một cái câu trả lời. Câu trả lời không thể có một câu trả lời cầu toàn được, chỉ là một câu trả lời mà thích hợp nhất đối với hoàn cảnh mà có một đa số chứ có những người làm giáo dục có thể đồng lòng để thực hiện những cái chính sách đó. Xin mời bạn Trần Lê Bảo Anh đặt câu hỏi. Bạn Đặng Thảo Trâm của khoa kế toán kiểm toán chuẩn bị đặt câu hỏi kế tiếp. Thưa giáo sư Ngô Bảo Châu, thực ra câu hỏi của em là một câu hỏi mà hồi nãy bạn sinh viên đã hỏi, cho nên bây giờ em sẽ đặt câu hỏi khác ạ. Trong cái buổi chia sẻ học như thế nào ở Hà Nội vào ngày 13 tháng 3 thì giáo sư có nói là một trong những khó khăn của việc nghiên cứu khoa học là người khác không tin mình, nhưng mà khó khăn lớn hơn cả là chính bản thân mình không tin mình. Thì bây giờ câu hỏi của em là từ những kinh nghiệm cá nhân á, thì theo giáo sư thì làm cách nào để tin vào bản thân mình, và những cái lúc mà giáo sư mất niềm tin vào bản thân mình nhất á, thì giáo sư đã làm những công việc cụ thể gì để lấy lại cái niềm tin đó? Em rất là cảm ơn ạ. Và trước khi em về chỗ ngồi thì em có thể nhờ giáo sư là giáo sư có thể nói to hơn một chút xíu và nói rõ hơn một chút xíu giúp em được, bởi vì ở dưới này em nghe không có được rõ lắm ạ. Em cảm ơn. Hai hôm ở trong đại học Bách khoa Hà Nội, có một bạn cũng đặt ra một câu hỏi thú vị như vậy. Thì tôi có chia sẻ rằng là trong cái quá trình nghiên cứu khoa học, nhất là những quá trình kéo dài, rất nhiều, có một vài lúc mỗi người phải đối mặt với cái khó khăn, những người khác không tin vào mình. Nhưng mà khó khăn đó còn chưa chắc đã khắc nghiệt bằng cái việc khi mà bản thân mình không tin vào mình nữa. Thì câu trả lời của tôi về cái chuyện là khi mà mình không tin vào mình nữa thì phải làm thế nào, câu trả lời tương đối tiêu cực. Theo tôi nghĩ là khi mà mình không tin vào mình nữa thì mình phải tin vào số phận, không có cách nào khác nữa cả. Xin mời bạn Đặng Thảo Trâm đặt câu hỏi. Em tên là Đặng Thảo Trâm, sinh viên khoa kế toán kiểm toán Đại học Mở. Xin chào giáo sư và quý vị. Em có hai câu hỏi xin được chia sẻ. Câu thứ nhất là để học tập hiệu quả, có thể nắm vững được kiến thức căn bản nhưng mà trong một cái khoảng thời gian rất là hạn chế đó, thì em nên có cái phương pháp học tập như thế nào? Và câu số 2 là ngoài cái học tập trên sách vở thì em nhận thấy là kỹ năng cũng rất là quan trọng để có thể tương tác và làm việc hiệu quả với mọi người. Thì xin giáo sư chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thuyết phục và trình bày ý kiến của cá nhân trước tập thể để họ có thể hiểu được mình. Dạ, em cảm ơn. Câu 1, cũng có một số bạn cũng có hỏi tôi tương tự như vậy rồi. Bản thân tôi khi mỗi lần phải tiếp xúc với một cái vấn đề mới,
một cái hướng mới trong toán học hay là trong khoa học nói chung ấy, mà mình chưa biết, thì thường ai cũng cảm thấy choáng ngợp trước cái khối lượng kiến thức, khái niệm. Nhưng mà cái mà tôi luôn tự nhủ ấy, là thực chất nó không khó như thế. Khi mà tôi mở một quyển sách ra mà tôi thấy là khó quá, thì tôi tự nhủ với mình là bản chất quyển sách nó không, cái kiến thức nó không khó, mà do quyển sách người ta viết tồi. Tức là mình phải cố gắng làm sao viết lại quyển sách cho tốt, cũng bằng cái ý đó. Thì đó là cái cách học lại, có cách để mà đi lại quá trình nhận thức thế giới, nhận thức khoa học của con người. Tất nhiên rằng là muốn làm được việc đấy cần rất nhiều thời gian, như bạn hỏi rất là đúng. Mỗi người có một thời gian hữu hạn, đến ngày đến tháng ai cũng phải đi thi cử cả. Thì tôi nghĩ rằng trong mỗi môn học thường là mỗi một môn chỉ có một vài cái khái niệm là cơ bản nhất, đúng không ạ? Không, khi mà ta thiết kế môn học không bao giờ ai lại thiết kế ra có quá nhiều kiến thức mà để vượt cái khả năng con người trong một thời gian đã cho để có thể tiếp thu được. Thì cái quan trọng nhất chính là hiểu thấu đáo một vài cái khái niệm cơ bản nhất đó. Và cái thứ hai là thực hành qua những cái bài tập, thậm chí bài tập rất là dễ, để học cho mình cái kỹ năng làm việc, cái kỹ năng tư duy, cái know-how ở trong cái một cái phạm vi một cái môn học đó, cái khả năng tính toán. Thì đó là hai khía cạnh của việc học trong một môn học đã cho. Một bên là phải hiểu những cái khái niệm lý thuyết cho đến cùng, cho đến cái gốc của nó, và bên kia là tập dược, làm bài tập để tiếp thu được cái kỹ năng, những cái mà chúng ta sẽ sử dụng qua cái môn học đó. Câu hỏi thứ hai là tôi nghĩ là cái đề ý tôi nó cũng có bàn lúc nãy rồi, tức là kỹ năng về mặt trình bày ý kiến, trình bày quan điểm và tranh luận. Thì muốn có kỹ năng thì không có cách nào khác ngoài là việc thực tập. Thì cái việc mà các bạn ngay ở trường phổ thông hay trong những trường đại học có thể tập được cho chính mình, tổ chức những cái nhóm đặt ra một cái vấn đề nào đó có thể có tính chất thời sự, là mỗi người tự đi tìm hiểu tài liệu, bây giờ có sẵn tìm hiểu thì thấy rất là dễ, để chuẩn bị và thì tranh luận cùng với nhau. Và trong tranh luận trong một sự tôn trọng, chứ không phải tranh luận để cho mình thắng rất bằng được, tranh luận để trao đổi ý kiến, để cho thấy rõ là cái suy nghĩ của mình nó chủ quan đến đâu, tức là để cải thiện mình qua cái tranh luận. Tranh luận không có mục đích là để tỏ ra là mình thông minh hơn, mình nói hay hơn người khác. Thì đó chính là cái cách duy nhất để cho mỗi người học cái khả năng, cái cách thuyết phục, cái thể hiện quan điểm của mình. Đó là cách thực tập. Xin mời bạn Trần Bảo Ngân, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi, và bạn Phạm Xuân Hợp, trường Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị câu hỏi. Đầu tiên em xin chào giáo sư cùng tất cả các buổi đại biểu và các bạn sinh viên. Em có một câu hỏi như thế này. Theo chia sẻ của giáo sư thì trung thực sẽ làm nên thành công của nền giáo dục. Tuy nhiên trong giáo dục thì đôi khi sự trung thực lại mâu thuẫn với kết quả mà cần đạt được. Cụ thể là trong nhà trường thì khi sinh viên tiến hành nghiên cứu khoa học thì để đảm bảo cái tiến độ thì giáo viên cũng như là sinh viên sẽ
lờ đi sự thật của nghiên cứu, và cuối cùng thì những nghiên cứu đó chỉ nằm trên giá sách mà không được áp dụng vào trong thực tiễn. Đôi khi thì có những người nói rằng ở mức độ sinh viên thì nghiên cứu chỉ cần ở mức là cần tìm hiểu các thao tác mà thôi. Nhưng theo em đó là rất là lãng phí thời gian. Bởi vì một sinh viên để tiến hành một nghiên cứu phải mất từ 5 đến 6 tháng. Nhưng mà chỉ để biết các thao tác và cuối cùng nó không được ứng dụng gì. Thì giáo sư cũng như các thầy cô có thể chia sẻ về vấn đề này. Em xin cảm ơn. Tôi không đồng ý với cái quan điểm rằng là sự trung thực là mâu thuẫn với cả kết quả học tập. Thì trung thực chính nằm trong kết quả học tập thôi. Vậy để tránh cho cái việc mà bắt buộc cả thầy cả trò phải cuối cùng là phải gian dối, thì đơn giản là lúc đầu mình đặt một cái mục tiêu nó khiêm tốn hơn. Chẳng hạn như là khi bạn đặt ra mục tiêu trong vòng 5 tháng, 6 tháng làm một nghiên cứu khoa học áp dụng vào đời sống, thì tôi đã không tưởng, bởi vì nó không tưởng nên bắt buộc là bạn phải gian dối. Thực ra nó không áp dụng được vào đâu, nhưng mình vẫn phải nói là áp dụng được vào đó, được vào đó. Đấy, tức là ngay từ đầu đặt vấn đề, mình đã đặt ra những cái mâu thuẫn để bắt buộc cuối cùng mình phải gian dối. Thì đấy là cái điều không nên nhất. Cái cách học, theo tôi nghĩ, nghe cái đặt vấn đề là phải đặt một cách khiêm tốn, nhưng mà phải thực hiện một cách trung thực cái kết quả của những cái mà mình đặt ra, mình muốn làm. Không nhất thiết là một công trình khoa học, không nhất thiết là phải có thể đã mang ra ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Và nếu mà tất cả các nền công trình khoa học mà đều mang ra ứng dụng cuộc sống hàng ngày, tôi nghĩ đôi khi là gay go. Vì chỉ có những cái công trình khoa học được tinh hóa qua nhiều cái layer khác nhau thì mới đưa đến cuộc sống hàng ngày. Chứ không bất cứ một nghiên cứu nào mà đều mang ra ứng dụng, tôi nghĩ là cực kỳ nguy hiểm. Thế nên cái việc mà bạn nghiên cứu khoa học, đừng không nên nghĩ rằng là nếu mà nó để trên giá sách như bạn nói thì là vô ích. Trước hết là nó có ích cho bạn. Nó có ích với bạn thì bạn trưởng thành trong cái nghiên cứu khoa học đó. Bạn đi học đến trường chẳng qua vẫn là một là cái làm việc nghiên cứu thực sự, nhưng cái mục đích vẫn là để bạn trưởng thành ở trong nghiên cứu khoa học đó. Thì cái sự trưởng thành chắc chắn là phải loại trừ sự gian dối, vì gian dối thì chẳng qua bạn không trưởng thành tí nào cả, mà có lẽ bạn đi lùi. Trong cái việc và sự trưởng cái việc đặt vấn đề, cái phạm vi của vấn đề đó chính là cái tố chất chính của khoa học. Vấn đề luôn được hạn chế. Những cái tiền đề là như thế này, chúng tôi chỉ dùng phương pháp như thế này, và tôi nghĩ rằng kết quả phải phán đoán trước là nó cũng chỉ đến như thế này thôi, chứ nó không phải là đưa đến một cái gì quá xa viển vông cả. Nhưng mà trong phạm vi hẹp đó thì chúng tôi phải thực hiện một cái vô cùng nghiêm túc và trung thực, kết quả ra đúng như cái chúng tôi làm, thì đó chính là cách làm việc khoa học thực sự. Và không thể nào mà chờ đợi được trong một công trình khoa học của sinh viên trong vòng 5-6 tháng mà ra để một kết quả vang dội ứng dụng trực tiếp vào thực tế. Cái đấy có mang cái màu sắc không tưởng, và thực chất là chỉ đưa người ta đến cái sự dối trá. Xin mời bạn Phạm Xuân Hợp của trường khoa học xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi, và bạn Dương Hoài An trường Đại học Tân Đạo chuẩn bị đặt câu hỏi. Xin chào giáo sư và chào toàn thể quý thầy cô. Em có một câu hỏi với giáo sư có thể chia sẻ những thuận lợi khi mà trong việc nghiên cứu khoa học của mình khi mà kết hôn sớm, và theo giáo sư thì chúng ta có nên khuyến khích những bạn trẻ ngày nay thành lập gia đình sớm để thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu khoa học hay không, và nhất là những người mà đang nghiên cứu khoa học thì
Theo giáo sư thì việc chúng ta kết hôn sớm thì có lợi như thế nào trong việc nghiên cứu khoa học? Xin cảm ơn ạ. Tôi nghĩ là cái cách đặt câu hỏi của bạn đã thể hiện không thể hiện được cái tình yêu tự do của bạn rồi. Vì là những cái chuyện hôn nhân gia đình, tôi nghĩ là chuyện hết sức là cá nhân. Không có lý do gì để phải cần người khác khuyến khích kết hôn sớm hay không kết hôn sớm cả. Mà để còn khuyến khích với mục đích để làm việc khoa học cho tốt, thì tôi thấy khổ cho cái việc hôn nhân quá. Bản thân nó có giá trị rồi, không phải đi kết hôn để mà học giỏi cả. Xin mời bạn Dương Hoài An, trường Đại học Tân Tạo đặt câu hỏi. Kính chào giáo sư Ngô Bảo Châu, các thầy cô và các anh chị và các bạn ở hội trường. Em tên là Du Hoàng An, đến trường Đại học Tân Tạo. Em đến đây em có hai câu hỏi muốn chia sẻ. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất, theo suy nghĩ của em, việc học thì bao gồm hai mảng chính. Thứ nhất đó là việc học để hiểu rõ chính bản thân mình, và mảng thứ hai đó là cái việc học để hiểu rõ thế giới xung quanh mình. Vì xét cho cùng, tất cả các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngay cả tôn giáo và triết học cũng đều đáp ứng cái nhu cầu về trí tuệ của con người là để thỏa mãn cái sự hiểu biết về thế giới xung quanh mình. Vậy theo giáo sư, việc học nào, cái việc học nào là quan trọng hơn, và chúng ta nên thực hiện việc nào trước, việc nào sau để đảm bảo kết quả tối ưu nhất? Có phải chăng vì chỉ lo quan tâm đến những cái việc hiểu biết về thế giới bên ngoài mà chúng ta bỏ quên đi cái sự hiểu biết về chính bản thân chúng ta? Cái điều gây nên cái việc là không có sự mâu thuẫn trong câu nói là nhân chi sơ tính bản thiện mà giáo sư đã đề cập. Câu hỏi thứ hai của em là chúng ta học cốt yếu là để đem vào sử dụng. Vậy cái khoảng cách của việc học lý thuyết và thực tiễn nó đều có khoảng cách. Ví dụ như môn toán, chúng em cố gắng làm những cái phương trình tích phân, đạo hàm vân vân, nhưng mà nhiều lúc chúng em cố gắng giải quyết một bài toán, nhưng làm sao để mà đưa những kiến thức đó vào thực tế, đó là một cái khoảng cách quá xa. Giáo sư có thể chỉ cho chúng em biết là làm sao chúng ta có thể nhận được những điều đó, và chúng ta cái cách tốt nhất mà để đưa lý thuyết vào thực tiễn là cái cách như thế nào? Dạ, em xin hết. Cá nhân tôi không có ý kiến về cái chuyện về cái câu hỏi xã hội hay học tự nhiên là cái nào quan trọng hơn, học cái nào trước cái nào sau. Ý kiến của tôi là cái việc học bao giờ cũng phải xuất phát từ một câu hỏi. Mình học bởi vì mình đã có sẵn câu hỏi rồi, mình chỉ muốn học về bản thân mình, từ nghiên cứu về mặt nhân văn. Khi mà bản thân mình đang đau đớn về một câu hỏi gì đó về bản thân mình, chứ khó mà có thể tự nhiên nhiều khi chẳng hạn như là khi có một người thân bị ra đi, thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta suy nghĩ về cái chết, và cái lúc đó là cái lúc có lẽ rất tốt để bạn đọc sách thánh hiền, đọc sách của tiền nhân nói về cuộc sống và cái chết. Thì lúc đó là lúc bạn thấm nhất. Chứ còn khi mà lúc bạn đang vui vẻ, đang đi cắm trại, thì tôi nghĩ là khó mà có thể đọc được sách về những cuốn sách nghiêm túc về cuộc sống và cái chết. Bản thân mình phải được chuẩn bị, thì cái chuyện đó không thể áp đặt, không thể sắp xếp thành thời gian biểu được. Và cái việc học nó phải đi xuất phát từ cái nhu cầu của chính bản thân bạn. Ngay cái việc khoa học cũng thế, tôi cũng nói chuyện rất nhiều về đọc sách ấy. Một đọc cuốn sách rất dày thì hầu như là không ai, tôi chưa thấy ai có khả năng, có thấy
nhưng mà rất là hiếm. Những người có khả năng đọc quyển sách rất dày từ đầu đến cuối. Chúng ta đọc được quyển sách khoa học dễ hơn nhiều khi mà chúng ta xuất phát từ một câu hỏi và chúng ta tìm những câu trả lời hoặc những cái thành phần có thể tạo thành cái câu trả lời ở trong quyển sách. Thì lúc đó vì cái động lực để tìm câu trả lời nó giúp ra rất nhiều. Có thể lược, không thể đọc hết sách, chỉ đọc phần này, phần kia quyển sách. Nhưng mà quyển sách lúc đó sẽ dễ đọc hơn nhiều. Tức là cái việc học không thể, nhất là khi việc học mình tự học, rất là không nên xếp theo cái thời gian biểu, mà nên xuất phát từ cái nhu cầu của về tâm tư của bạn hoặc là về công việc của bạn. Cái câu hỏi thứ hai của bạn về về chuyện học và ứng dụng nghiên cứu, tôi cho rằng là cái việc ứng dụng khoa học là một cái việc đòi hỏi một sự tổ chức vô cùng lớn. Tất nhiên là ai cũng muốn làm, cũng cảm thấy thật, theo nghĩa bản thân tôi rất cảm thấy thán phục những bác nông dân có thể chế tạo ra máy bay, nhưng mà đó không phải là cái con đường mà chúng ta nên đi trong việc học theo ứng dụng. Làm khoa học ứng dụng là phải có hết sức có tổ chức, rất nhiều người, mỗi người chỉ là một ít ở trong đó, mỗi người đem đến một cái ý tưởng, một cái chuyên môn của mình thì mới làm ra một cái sản phẩm đủ tinh vi để có thể cạnh tranh với những cái nền công nghiệp khác trên thế giới. Thì cái việc đó nằm ngoài cái khả năng của mỗi một người, mà cần đòi hỏi một cái cơ cấu tổ chức cao độ mà theo tôi nghĩ là nước ta chưa có, và là cũng là cái mà dần dần chúng ta phải xây dựng, tức là những cái thiết chế trong khoa học, những cái tổ chức khoa học để cho những cái mảnh ghép khác nhau trong khoa học có thể lắp ghép lại để giải quyết những cái bài toán cụ thể một cách có cái cạnh tranh, chứ không phải là chỉ đơn thuần là làm một cái gì đó có thể bay được, mà phải làm một cái máy bay có thể bán được, có thể cạnh tranh được với những cái sản phẩm khoa học kỹ thuật ở trên thế giới.